giải pháp hiệu quả để kiểm soát các bệnh nguy hiểm gây ra bởi độc tố vi khuẩn và nấm mốc, đó là Calibrin-Z. Các hạt hoạt tính Calibrin-Z giúp giảm những độc tố sinh học phá hủy sự hoạt động lành mạnh và ổn định của môi trường trong ruột. Ngay khi vào trong ruột, vi khuẩn sẽ sản sinh ra những độc tố sinh học rất nguy hiểm. Các chủng vi khuẩn gây bệnh tiết ra các độc tố protein liên tục trong quá trình sinh sản và trao đổi chất. Các độc tố dạng lipid được thải ra từ thành tế bào của vi khuẩn khi chúng chết tự nhiên hoặc do kết quả của việc sử dụng kháng sinh hay phản ứng miễn dịch. Các độc tố vi khuẩn như các chất do vi khuẩn Clostridium perfringens sinh ra có độc tính cao gấp 100.000 lần so với các độc tố nấm mốc. Vì vậy, điểm mấu chốt là phải sử dụng Calibrin-Z để loại bỏ các độc tố vi khuẩn cũng như độc tố nấm mốc để cải thiện tối đa sức khỏe và năng suất vật nuôi. Calibrin-Z được hoạt hóa dựa trên một cơ chế đã được đăng ký độc quyền, giúp tạo ra hàng triệu điểm kết dính độc tố trên bề mặt và bên trong hạt khoáng. Quá trình hoạt hóa giúp tối ưu cấu trúc khoáng để có thể loại bỏ nhiều độc tố sinh học hơn trong môi trường ruột. Cấu trúc lỗ rỗng của hạt khoáng tạo ra hoạt động mau dẫn, hút các độc tố vào trong cấu trúc, giữ các độc tố tại điểm kết dính. Các độc tố nhỏ hơn sẽ đi sâu vào các lỗ nhỏ hơn của hạt khoáng, trong khi các độc tố lớn hơn thường bị giữ tại các điểm kết dính ở bên ngoài. Quá trình hoạt hóa giúp tăng cường liên kết hydro và tĩnh điện với các phân tử độc tố protein và lipid, ngăn ngừa việc hấp thụ các độc tố này vào cơ thể. Calibrin-Z đã được chứng minh trên hơn 60 nghiên cứu lâm sàng, giúp làm giảm tối đa tác hại của các chủng độc tố vi khuẩn và nấm mốc gây bệnh. Calibrin-Z là sản phẩm đi đầu trong việc kiểm soát đa dạng nhất các độc tố sinh học bằng cách bảo vệ tính lành mạnh và ổn định của môi trường đường ruột. Calibrin-Z giúp vật nuôi đạt năng suất cao nhất và tăng cường hiệu quả kinh tế.